Hello mọi người, welcome mọi người quay trở lại với channel của Hannah's Lexus. Đây là channel giúp các bạn đi từ khá tiếng Anh lên giỏi tiếng Anh nhờ vào lời khuyên của một cựu chiến năng khiếu đang sống và làm việc ở Mỹ, chính là mình. Tài trợ cho chương trình ngày hôm nay đó chính là một lon nước mãng cầu mua từ Amazon. Lon nước mãng cầu này là 68 calorie. Dạo này mình mập quá rồi mấy bạn, nên là mình phải hạn chế lại. Lẽ ra ngày hôm nay á, là mình định react to bài bánh mì không của Đạt Chi với lại Yuin. Mình cũng đã dịch xong bài hát này rồi. Và không những thế thì mình đã comment dạo trên MV luôn. Tại vì cái lời bài này cũng khá là bình dị, nhưng mà nó vẫn có nhiều chỗ để mà mình tung tác được á. Chung là nó hay. Hôm nay mình mặc áo lụa rồi mấy bạn, cho mọi người biết là mình có tuổi. Và bởi vì là hôm nay không có một chủ đề gì cụ thể, nên là mình sẽ cập nhật cho mọi người tình hình đi tìm việc làm của mình. Thì như mọi người đã biết rồi đó, bữa giờ là mình đang rải hồ sơ xin việc. Và thật ra cũng không có nhiều chỗ gọi mình, chắc là đếm trên đầu ngón tay thôi. Và chưa kể là tại vì mình nộp vào ngành lập trình, nên là hầu như tất cả sẽ bắt đầu bằng một cái link coding challenge. Có nghĩa là gửi bài kiểm tra trên mạng tới, xong rồi mình phải làm trong vòng một tiếng gì đó, kiểu vậy. Thì có nhiều cái link hả, người ta không có thông báo cho mình á. Có nhiều chỗ người ta không có thông báo email đàng hoàng, mà người ta chỉ có gửi cái link đó tới thôi. Thành ra là cái link đó nó đi vô cái mục spam, thế là mình không thấy. Thế là đã ít chỗ gọi rồi mà còn bị mấy cái spam, thế là bị mất luôn. Tại vì hết hạn á, người ta thường là chỉ cho trong vòng một tuần để mà làm kiểm tra thôi. Mà lúc thấy rồi là cả nửa tháng hơn rồi, coi như xong rồi. Mình cũng có viết email hỏi xin là bữa ta thấy trễ, bây giờ cho ta làm tiếp được không. Thì người ta cũng không chịu luôn. Tại vì cũng có nhiều người nộp mà mắc gì phải chọn người chậm trễ đúng không? Và thông báo với các bạn một tin cũng hơi vui, đó chính là mình đã được đậu qua vòng gửi xe của Amazon rồi. Thì bây giờ mình tiếp tục tới vòng on-site, có nghĩa là tới trụ sở của người ta để phỏng vấn. Thì trong vòng một tháng nữa mình phải học bài ôn bài, rồi tháng sau là mình sẽ tới Seattle để phỏng vấn. Nếu mà các bạn tò mò về trình độ của mình á, thì trình độ của mình rất là cùi bắp luôn á. Không phải là mình đang khiêm tốn gì đâu, tại thật ra mình học lập trình chắc cách đây từ 2017, là lúc mà mình quay lại học á. Rồi tới bây giờ là được hơn 2 năm, nhưng mà học thì học vậy thôi chứ cũng không có kinh nghiệm thực tế, như là cũng làm project này nọ, tự làm xong rồi cũng không có, ý là chỉ là kiểu nhỏ lẻ thôi á, cũng không có kinh nghiệm gì, rồi cũng không có luyện tập coding này nọ. Theo kiểu là competitive programming để mà đi thi lập trình này kia giống như mấy bạn giỏi giỏi thì cũng không có luôn. Nên là thật ra trình độ của mình rất là bình thường. Mà chưa kể là hồi lúc mà mình học á, thì mình cũng có bị tâm lý là muốn học cho xong, học vì điểm á, để cho nó cao, xong sau đó đi kiếm việc làm thôi. Chứ cái nền tảng thì nó cũng không phải là quá chắc á. Lúc đó mình có muốn học kỹ hơn thì chắc cũng chưa có đủ khả năng. Kiểu giống như là học cái gì thì cũng cần phải có thời gian để mà thấm á, kiểu vậy. Nên là hồi đó mình học kiểu sốc nổi thôi, nhưng mà bây giờ sau một thời gian thì nó thấm hơn một chút, nên là bây giờ mình sẽ học lại thêm thì mình sẽ kiểu bồi đắp thêm thì sẽ đỡ hơn. Nhưng mà nói chung là cái chuyện đó sẽ là chuyện mình cần phải làm trong vòng một tháng tới, chứ còn bây giờ hiện tại thì nói từ cấu trúc dữ liệu hay data structures này nọ là mình mấy cái cơ bản là mình cũng còn mơ màng lắm. Xong rồi algorithms thuật toán này nọ là mơ màng luôn, không có biết hết tất cả những thứ mà người ta hay hỏi trong phỏng vấn đâu. Trình độ của mình hiện giờ lên trên lead code làm á là easy thôi, mà còn chạy vi chắc vậy á, chứ không phải là thuần thục gì hết. Nên nói chung là được á thì mình cũng thấy anh hên thôi, chứ mình cũng tự thấy là mình còn thiếu sót rất là nhiều để mà có thể đậu vô được. Nhưng mà bây giờ còn một tháng nữa mới phỏng vấn thật. Với trình độ của mình bây giờ mà đi thi là chắc chắn là sẽ tự làm trò cười cho thiên hạ thôi, nghĩa là mất thời gian của người khác thôi. Nên thật ra mà nói thì cái việc mà mình cố gắng học trong vòng một tháng tới á, thứ nhất đó là để không làm cho bản thân mình nhục nhã. Cái thứ hai là mình cũng không muốn làm mất thời gian của người khác. Làm mất thời gian của người phỏng vấn thì nó như là một sự thiếu tôn trọng vậy á. Nên là trong vòng một tháng tới có thể là mình sẽ không up YouTube nhiều hoặc là rất là thất thường. Nên là các bạn cũng đừng buồn nhé. Có thể coi cái việc mà mình đang cố gắng học thi để mà vào một công ty tốt hơn là một động lực để cho mấy bạn có thể cũng bắt chước làm một cái gì đó cho nó giống như là làm cùng nhau cho nó có động lực vậy á. Như nhiều anti hay nói mình là trời ơi, kiểu như là già, không có nhà, không có cửa, không có gì hết trơn á, mà cứ kiểu như làm này làm kia, làm giống như là gì ghê gớm lắm. Thì ok, thì mình đâu có nói là mình có gì đâu. Nhưng mà nếu mà cuộc đời mà mấy bạn cứ phải đo, so đo bằng tài sản như vậy á, thì không lẽ những người giàu nhất là những người hạnh phúc nhất hả? Chưa chắc đúng không? Nhìn K-pop năm qua là đã biết rồi đó. Bởi vậy nên là mỗi người thì phải tự đi tìm cái hạnh phúc nhỏ bé làm cho mình thấy vui để sống mỗi ngày. Nếu như mà mình cảm thấy ganh tị với người khác thì mình thử cố gắng coi, rồi được tới đâu thì được, không được thì thôi, coi như là cũng có cố gắng rồi. Tại vì thật ra là cho dù hai người có cùng cố gắng về một mục tiêu chăng nữa thì cái đường đi tới đó cũng khác nhau, mà chưa kể là khi mà tới được đích rồi á,
sau đó nó vẫn khác nhau đúng không? Nó vẫn chỉ ra nhiều đường khác nhau, mỗi đường sẽ phù hợp với mỗi người, cũng không thể nào so coi là ai thành công hơn ai được. Nói về bài thi online thì thật ra mình không thể nào mà nói chi tiết được, tại vì lúc nào mấy cái đó cũng sẽ bị bảo mật đó, là không được chia sẻ với ai hết. Nhưng mà tính ra thì hai bài đó thật sự mà nói là không phải là quá khó, nó thuộc tầm trình độ easy tới medium ở trên LeetCode. Mà cũng may là trước đó thì mình đã có từng gặp một cái dạng giống như vậy trên LeetCode rồi, nên là mình mới nhớ và mới làm được. Chứ thật ra bởi vậy nên mình nói là mình ăn hên á, là tại vì vậy á, là tại vì đã nhìn thấy trước rồi. Bởi vậy nên là cái việc đậu được hay không á, thì có nhiều người nói là do bạn có chăm chỉ cày bừa hay không thôi. Tại vì nếu mà bạn cày càng nhiều thì bạn sẽ càng gặp nhiều bài tập, nhiều dạng bài tập. Thì từ đó lúc mà bạn được hỏi trong phỏng vấn đó, thì khả năng mà bạn biết câu trả lời hay là biết cái hướng để mà giải quyết vấn đề đó, giải bài tập đó, nó sẽ cao hơn kiểu vậy. Nên là cái việc thi đậu thì nó dựa vào cái sự cần cù chăm chỉ đó và may mắn nữa. Mà thật ra là có một sự mắc cười ở đây. Mình nghĩ là lẽ ra mình sẽ không có được nhà tuyển dụng ở bên Amazon người ta gọi đâu. Hồ sơ của mình cũng rất là bình thường mà cũng không có gì gọi là phù hợp chuẩn, giống như hôm bữa mình nói đó, là ở bên Mỹ này mà lập trình á mà được gọi kiểu như vậy thì thường sẽ là có master, có bằng master rồi có 2 năm kinh nghiệm thì người ta sẽ bắt đầu gọi. Còn mình á thì không có bằng master mà cũng chưa có đủ 2 năm kinh nghiệm nữa, mới được có khoảng 1 năm thôi, gần 1 năm thôi. Nên là cái việc mà mình được gọi mình thấy cũng hơi bất ngờ. Thì đúng là có một sự hơi nhầm lẫn ở đây. Thì lúc mà mình nói chuyện với recruiter á, qua điện thoại á, thì mới biết ra là có một sự nhầm lẫn. Người ta nghĩ là mình có nhiều kinh nghiệm hơn, có khoảng 2 năm kinh nghiệm kiểu vậy. Tại vì trên hồ sơ của mình, người ta nhìn nhầm cái job đó. Thật ra cái công việc đó thật ra chỉ là công việc phụ bán thời gian thôi, mà người ta cứ tưởng đâu là một công việc chính toàn thời gian, nên là người ta nhìn nhầm, nên là người ta mới gọi mình vậy thôi. Bởi vậy nên là người ta mới nói là cũng không chắc là có cho mình phỏng vấn trực tiếp hay không, tại vì cái sự nhầm lẫn đó. Rồi người ta hẹn là bây giờ để ta review lại, suy nghĩ lại. Nếu như mà rồi có gì thì tuần sau ta sẽ báo cho mày biết. Tính từ thời điểm mà lần đầu tiên người ta liên lạc mình cho tới lúc mà mình làm bài kiểm tra là 1 tuần, tại vì cái thời hạn làm kiểm tra là 1 tuần. Làm bài kiểm tra xong tối hôm trước thì sáng hôm sau là người ta đã email nói là nói chuyện được không, thì có nghĩa là mình đã ok rồi, đã qua được cái vòng kiểm tra online rồi. Nói chung là làm việc cũng khá là nhanh, khá là hiệu quả. Xong rồi tới sáng ngày hôm sau, lúc mà nói chuyện xong rồi mới phát hiện ra là cái sự nhầm lẫn đó trong hồ sơ của mình á, về hồ sơ của mình, nên là người ta mới quyết định là review thêm. Rồi người ta hẹn là có gì tuần sau người ta sẽ gọi lại. Thì hôm nay thì người ta đã gọi lại và người ta đã nói là ok, mời mày đi phỏng vấn trực tiếp. Vậy thôi, thì người ta sẽ trả cho tiền khách sạn với tiền máy bay để mà bay tới Seattle, là trụ sở của Amazon ở bên đó, để mà phỏng vấn. Và mình có 1 tháng để mà chuẩn bị hết tất cả những cái mục mà người ta liệt kê trong email đó, là những cái nội dung mà nói chung là cần biết kiểu vậy đó. Thì rất là nhiều thứ mà mình nhìn vô là bây giờ là mình đang quay quay trong đầu luôn, nó không có biết gì đâu. Bây giờ phải lo học thôi, rồi cứ cố gắng thôi, tới đâu thì tới. Nói chung là có một chút áp lực thì cũng tốt, để cho bản thân mình không có bị trì hoãn quá sức. Thì nói chung là cái câu chuyện của mình cũng rất là đơn giản đúng không? Nếu mà mấy bạn học bên Mỹ này thì mấy bạn chỉ cần lên LeetCode đó, hay là lên mấy cái forum đó, là người ta sẽ nói rõ cái quy trình rồi. Ngay cả tới offer bao nhiêu tiền này nọ là người ta cũng nói luôn kiểu vậy. Nói chung là cũng không có gì phức tạp hết. Rồi bây giờ nếu mà bạn nào tò mò muốn biết cái profile của mình ra sao á, thì mình sẽ cho mấy bạn coi. Và như mình đã nói rồi thì hồ sơ của mình rất là bình thường, và cũng là vì cái sự nhầm lẫn của recruiter đó mà mình mới được. Mình nói với bạn rồi, profile của mình rất là bèo. Mình học trường làng thôi, rồi làm việc cũng không có nhiều kinh nghiệm nữa. Nói chung là nếu mà ai so tuổi mình với Huyền Chip là bằng tuổi nhau là một trời một vực. Nói chung là Huyền Chip là celebrity rồi giỏi giang thông minh vân vân đúng không? Còn mình chỉ là tép riu về bỏ thôi. Nhưng mà ở đời mà cứ so sánh mình với người khác hoài là chỉ có đâm đầu xuống đất thôi, chứ không có làm được gì khác hết. Bởi vậy nên là mình có gì thì mình cứ ráng tự hào về cái mình có thôi. Người ta giỏi thì người ta làm chuyện lớn, còn mình không giỏi bằng thì mình làm chuyện bé, mà miễn sao mỗi người mỗi vui là được rồi. Ok, bây giờ mình sẽ để cái profile của mình ở bên đây nhé. Có nhiều cái thông tin cá nhân thì mình sẽ che bớt lại. Nhưng mà cái cấu trúc của CV của mình thì chỉ đơn giản là vậy thôi. Mình nó là kiểu mà có sao để vậy thôi, nên là cũng không có làm gì hào nhoáng hơn hết. Tại vì làm hào nhoáng vô thì cũng không biết trả lời, mà nói chung là mình ngại nói quá lên lắm. Cái template của cái CV của mình á, là mình dùng ở trên trang novoresume.com. Thì mình nó là dùng bản là có trả phí để mà thay đổi thứ tự của các mục được. Còn nếu mà bạn nào không muốn trả phí thì chỉ cần
Ừ, thì nó cho một thứ tự ra sao bạn để như vậy thôi, không có vấn đề gì hết, mà cái template nó vẫn đẹp như thường thôi, không có nhiều lựa chọn bằng rồi không có nhiều màu mè bằng, nhưng mà cũng không sao, không cần thiết. Với thật ra mà nói thì mình thấy là cái CV á nó không quan trọng tới mức đó. Mình không biết là ở Việt Nam ra sao, nhưng mà ở bên Mỹ này á thì đúng là bạn có thể dùng CV đi rải thiệt, nhưng mà cái khả năng mà được nhận từ CV nó rất là thấp. Hầu hết đó là mình nghĩ là được nhận từ việc là đi conference, đi mấy cái career fair, rồi xong rồi kết nối với những người trên LinkedIn, những người recruiters, xong rồi gửi tin nhắn cho người ta, vân vân, để mà gửi resume cho người ta, kiểu như có một cái sự liên kết, một cái sự liên hệ trực tiếp hơn. Còn nếu mà chỉ đi lên những cái trang mạng, xong rồi sau đó rải hồ sơ, upload những cái hồ sơ như thế này á, thì cái khả năng được gọi để mà phỏng vấn vòng tiếp theo là rất là thấp. Nhưng mà đối với những bạn mà chưa có ra trường á, thì đúng là phải đi rải kiểu trên mạng vậy thôi, tại hồi đó mình cũng phải làm như vậy. Và hồi đó thì cái resume của mình nó còn không có được template này nọ nữa, nó chỉ là một cái bản trong Word thôi. Mà thật ra thì cái chuyện mà có template hay không cũng không quan trọng nữa, có nhiều người mà người ta làm Google, Microsoft, Facebook này nọ thì người ta cũng đâu cần phải làm đẹp resume đâu, nội dung là quan trọng hơn. Nhưng mà nếu mà các bạn thích chỉnh chu hơn thì các bạn có thể dùng template ở trên trainovoresume.com như vậy cũng được. Thì ở đây như các bạn thấy là mình ráng để những cái thông tin một cách khá là rõ ràng, xong rồi gạch đầu dòng, rồi kiểu cũng không có gì nổi trội hết á, bình thường thôi. Ở cột bên tay trái là mình để kinh nghiệm, thì mình có 4 công việc, thì mình nghĩ là cho dù mấy bạn không có nhiều công việc đến như vậy á thì cũng có thể ít nhất là có từ 2 tới 3. Mà nếu mà các bạn không có từ 2 tới 3 công việc á thì các bạn nên đi tìm nếu mà có từ 2 tới 3 công việc cho nó có sự đa dạng nè, với cả là sau này lúc mà các bạn được phỏng vấn thì các bạn có nhiều câu chuyện để mà kể hơn, giống như là cái STAR technique á, là situation, rồi task, achievement, result, kiểu vậy. Thì đầu tiên ở đây mình để kinh nghiệm của mình á, hiện giờ thì đang làm software developer, xong rồi mình làm trong công ty thì những cái công việc rất là bình thường, giống như là xây dựng một cái dashboard để mà show này kia, rồi những công việc bình thường của IT vậy thôi. Nếu mà các bạn nào mà làm lập trình thì các bạn nhìn vô sẽ thấy là mình làm những công chuyện rất là junior, rất là thấp, mới ra trường. Rồi hồi trước thì mình có làm intern rồi, xong rồi trước đó thì mình có làm trên trường, làm 20 tiếng một tuần, công việc rất là đơn giản, kiểu học sinh làm thôi. Rồi còn hồi trước đó nữa thì mình làm ở Việt Nam, làm 2 năm làm actuary, cũng không có liên quan gì nhiều cho tới việc lập trình hết, nhưng mà mình cũng ráng tìm ra cái gì mà có liên quan tới lập trình ở trong cái việc actuary hồi trước của mình để mà mình bỏ vô. Thì hồi đó là mình có code một chút xíu ở trong VBA, trong Excel vậy thôi, chứ cũng không có làm gì nhiều hết. Thật ra cái VBA là cái lần đầu tiên mà mình thật sự code á, nên là mấy bạn nào mà nghĩ là không biết là bây giờ nên học lập trình ngôn ngữ nào đầu tiên thì mình cảm thấy là cũng không quan trọng là ngôn ngữ nào đầu tiên lắm, miễn sao là mấy bạn chọn một cái gì đó, xong rồi sau đó là cố gắng build một cái gì đó, cố gắng xây dựng một cái chương trình gì đó từ cái ngôn ngữ mà bạn đã học đó, thì bạn sẽ cảm thấy nó có sự hứng thú hơn đối với lập trình, mình nghĩ vậy. Mình thì cũng không phải là giỏi giang gì hết, nhưng mà hồi đó thì mình thật sự đã dùng lập trình để mà xử lý công việc hàng ngày thật sự luôn, bởi vậy nên là mình cảm thấy là lập trình nó có lợi ích, chứ không phải là chỉ ngồi cố những cái mà rất là xa rời đời thực. Thì đối với mình, cá tính của mình thì mình sẽ không có thích lập trình theo cái hướng đó. Rồi ở cột bên phải thì mình để skill là có biết những cái lập trình ngôn ngữ nào, rồi mình để một cái mục là personal project, là một cái làm riêng của mình. Thì ở đây mình để cái Hannah Lexus, thì thật ra cái này vẫn là đang trong quá trình làm thôi, nên là cũng không có gì đáng nói hết. Nhưng mà nói chung mới là phải tự hào về những cái mình đang có, bởi vậy nên là mình được cái gì thì mình cũng để thôi. Thật ra hồi trước thì mình có thấy một cái comment thì mọi người cũng tranh luận về chuyện là mình có nên để YouTube lên trên CV của mình hay không. Thì mình có để, nhưng mấy bạn thấy là mình có để đó, nhưng mà mình không có nhấn mạnh nó. Mình đối với mình cái đó chỉ là một cái sự bình thường thôi. Ồ, và cái kênh YouTube này thì nó cũng không liên quan gì tới công nghệ hết, thì nó cũng chỉ liên quan tới sở thích của mình là về ngôn ngữ mà thôi. Nhưng mà cái mà mình muốn nói tới đây ấy là nếu như mình làm cái project này được á, thì mình sẽ có rất là nhiều người dùng, thì mình sẽ có thể chứng tỏ được cái sự gọi là cái độ xây dựng để cho nhiều người dùng á, scalability của cái project riêng của mình kiểu vậy. Nhưng mà đáng tiếc là hiện giờ thì chưa làm tới mức đó được, nên là cũng không có gì nhiều để nói. Mình để một mục thêm là achievements, thì thật ra là cái achievements này nó cũng khá là quan trọng, nhưng mà bạn chỉ nên là chọn những cái gì mà có liên quan, mà show ra được bạn là một con người rất là có năng lực kiểu vậy á, để mà bỏ vào. Thì mình thì không có nhiều cái gọi là thể hiện như vậy, nhưng mà hồi đó mình có đi thi cái này cái kia chút chút á, cũng không phải là cao gì, nhưng mình cũng bỏ vô để cho người ta thấy là cũng có cố gắng. Rồi còn về mục học tập á, bằng cấp á, thì chỉ đơn giản giống như mọi người thôi, là học về
công nghệ thông tin hay IT hay gì đó. Thật ra cái trường của mình á, trường làng của mình thì nó không có computer science, nên là cái ngành nó cũng linh tinh lắm, nên là học cho xong để mà đi ra thôi, chứ còn học lâu hơn thì mình nghĩ là cũng không có tốt hơn được gì nhiều. Bởi vậy nên là đó là lý do tại sao mà bây giờ mình bị lỗ hổng kiến thức như vậy, nên là bây giờ mình phải học hành kiểu cũng không chắc là có thể bù được nhanh hay không, nhưng mà cố gắng thôi. Thật ra mọi người thì có thể là làm cái CV theo kiểu là cứ dọc từ trên xuống dưới á, thay vì là làm kiểu như là hai cột giống như mình, nhưng mà tại vì mình muốn nhét nhiều thông tin hơn một chút nên là mình làm hai cột, thì mình thấy nó cũng khá là rõ ràng, nó cũng không phải là quá chật chội gì, không phải là quá nhiều chữ. Chỉ là một cột là về kinh nghiệm, rồi một cột kia là về những thứ khác. Mình đã thử dàn tất cả mọi thứ trên một trang để coi ra sao, thì mình thấy là nó không có đủ một trang, nó bị lòi qua trang thứ hai. Mà CV cho người ít kinh nghiệm thì một trang là được rồi, nếu mà làm qua hai trang thì mình thấy là chỉ là dài dòng hơn thôi, chứ nó cũng không có add value, không có thêm giá trị gì nhiều hết. Bởi vậy nên là mình chỉ ráng tất cả mọi thứ trong một trang thôi, nên là mình khá là hài lòng với cái CV hiện tại của mình, tại vì mình nghĩ là cái CV nó không quan trọng tới mức đó, quan trọng là connection. Bởi vậy nên là từ bây giờ nếu mà mình muốn tìm việc nữa thì mình chỉ có cố gắng học bài, xong rồi sau đó mình connect mọi người trên LinkedIn để mà mình xin người ta refer cho mình vô công việc nào đó vậy thôi. Chứ còn đi rải hồ sơ trên mạng á, thì nó vô chừng lắm, như một cái hố đen vậy đó, không biết khi nào có kết quả mà cũng không biết là có hiệu quả hay không, tốn thời gian. Vậy thôi, thì nói chung là đây là một cái CV rất là bình thường đúng không mấy bạn? Nhưng mà cái CV này á, thì nó đã giúp mình có được một vài chỗ gọi để đi phỏng vấn. Nên là các bạn có thể tham khảo cái CV của mình, rồi sau đó là có thể sửa chữa thêm để mà cho nó đẹp đẽ hơn, enhance nó lên, làm cho nó huy hoàng, tráng lệ hơn, để mà có thể được nhiều người gọi hơn là người ta gọi mình. Vậy thôi. Nhưng mà cuối cùng á, thì cái mà sẽ quyết định coi là bạn có được công việc hay không sẽ là cái năng lực của bạn, chứ không phải là cái CV, hay là không phải đi tạo quan hệ connection này kia. Mấy cái đó là chỉ để cho bạn qua được vòng gửi xe thôi. Còn cái năng lực của bạn sẽ là cái giúp bạn có được công việc hay không. Bởi vậy nên là nhớ cân đối giữa việc là đi rải hồ sơ với lại việc học bài. Giống như hồi trước là mình lo đi rải hồ sơ mà mình không có học bài, nên bây giờ là phải quánh đít lên học nè, mà không biết là có kịp hay không nữa. Nhưng mà ít nhất đó là bây giờ mình biết đó là mình có khả năng qua được vòng gửi xe ở ít nhất là một số nơi. Bởi vậy nên là bây giờ mình có thể chuyên tâm học hành hơn và tin tưởng là nếu như mà mình học tốt đó, thì mình sẽ vẫn qua được vòng gửi xe và sẽ có được công việc tốt. Vậy thôi. Mình mong là cái clip này sẽ giúp cho các bạn nào mà đang xin việc á cảm thấy có thể tốt hơn một chút, để thấy được là một người bình thường như mình cũng đang phải đi kiếm việc. Bởi vậy nên là các bạn có đang kiếm việc thì cũng hãy đừng quá stress, cũng hãy cứ làm mọi chuyện từng bước một, cứ rải hồ sơ, update hồ sơ, update LinkedIn, rồi liên hệ với nhiều người vậy thôi. Và song song đó là nhớ phải học bài để mà khi mà được người ta gọi phỏng vấn thì có cái để mà show ra, show năng lực ra thì người ta sẽ offer công việc cho bạn.